Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Thì tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành làm thử thách thu phục và tiến hóa các Pokemon hệ bay nha các bạn. Đó. Đầu tiên để mình cất mấy con Pokemon này vô cái đã. Đó, rất là nhiều em trong tập trước nè. Đây có Yanmega nè. Ok, thì con đầu tiên mình sẽ tiến hóa đó chính là con Bitgeotto nha các bạn. Đây, Bitgeotto. Nó đây nè. Ừ, mình sẽ đến với con thứ hai luôn, đó chính là Golbat nha các bạn. À quên, Zubat chứ. Zubat. Đây, nó đây nha các bạn. Đây. Chúng ta sẽ đến với con hệ bay thứ ba, đó chính là con Dudua. Dudua. Rất là dễ nhớ luôn, đà điểu hai đầu hả? Con thứ tư sẽ là con Natu nha các bạn. Ok, Natu luôn. Rồi, nó đây luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với con thứ năm, đó chính là con Swallow nha các bạn. Xịn nha, Swallow. Ok, nó năm con đầu tiên. Ok, mình đi vào cái hội quán Rasput Kim này luôn nha. Đó, đi vô đây và tiến hóa luôn. Vẫn là những công việc quen thuộc hàng ngày thôi các bạn ạ. Ok, ây da, chúng ta bị kẹt đây rồi. Để mình bấm run cái đã. Tự nhiên mới vào nó bị kẹt các bạn à. Đó, giờ zoom ra zoom vô được nè. Ok, chúng ta sẽ sử dụng Lava Loom trước nha, để mà hủy một skill Protect của con Rose Ray này đã. Eruption đó. Đó, xịn luôn. Wow. Và hình như có con gì nó đã tiến hóa rồi các bạn ơi. Quá xịn. Lydian. Rồi, tiếp theo là Forest Dress nha các bạn. Forest Dress. Đó, rồi, đủ rồi, mình sẽ học skill Sticker thay bằng Sand Attack này các bạn. Poison Fan mình sẽ thay bằng skill Absor này đi. Rồi, rinh thơ các bạn ạ. Wow. Và Natu của chúng ta nó đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Natu. Quá xịn luôn. Để mình coi nó sẽ lên con gì đây. Con Natu này khá là nhỏ. Và nó lên con... con vẹt này các bạn ạ. Đây là Satu nha. Tiếp theo Zubat nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi nè. Quá xịn luôn. Zubat. Zubat. Rồi nó sẽ lên con gì đây? Nó cao quá vậy. Lên con dơi này. Đây là Golbat nha các bạn. Dudua nó cũng đang tiến hóa luôn nè. Trời ơi, hấp dẫn nha. Dudua. Đà điểu hai đầu, để mình coi nó sẽ lên con gì đây. Và nó sẽ lên con... đà điểu ba đầu. Đây là con Dodrio nha các bạn. Ok, Swallow nó cũng đang tiến hóa luôn nè. Trời ơi, tiến hóa gì một lượt vậy. Wow, hấp dẫn thiệt. Trời ơi. Ok, để mình cởi lên con gì đây. Swallow. Và nó lên con Altaria các bạn ạ. Học được Strike Attack nè, mình sẽ thay bằng skill Agility này nha. Dragon Red. Wow, toàn skill đã không à. Thay hết liền. Rồi, chúng ta bow cái heo một phát nè. Rồi, để mình bỏ mấy con này lại vào trong PC nha. Onstaria, Satu. Còn đây là Dodrio. Golbat. Bây giờ mình sẽ tới với những con kế tiếp nha. Chúng ta sẽ có con Staravia nha các bạn. Staravia, nó đây nè. Tiếp theo là con Riploon nha các bạn. Ok luôn. Riploon. Nó đây nè. Rồi, còn có gì nữa không? Để mình coi xem, hình như mình còn con Rufflet nữa các bạn à. Ok, Rufflet. Mấy con này thì luyện sẽ nhanh thôi. Rồi, cái danh sách tiến hóa bằng level này nó tạm tạm tới đây thôi. Chúng ta sẽ thay thêm một con nữa, đó như là Ziget vào, để nó sẽ cùng tăng kinh nghiệm với những con này luôn nha. Ok, tiếp tục luyện cấp thôi các bạn ơi. Ôi, hấp dẫn, hấp dẫn. Là Valum nữa thôi. Xời ơi. Ây da, mình bấm lộn rồi. Trời ơi, xong tôi rồi. Biết ngay mà bấm lộn là có chuyện à. Five Blast nữa các bạn ơi. Rồi, chúng ta không được rồi, bị nó cho ăn hành rồi. Định mệnh á. Tiếp tục Lava Loom đó. Ok. Học được Stop Build nè. Mình sẽ dùng Sacrifice nha các bạn. Hơi bị đớ lưỡi một phát. Đây, Eruption mày luôn. Rồi xong rồi.
kiểu này nó giấc mình rồi. Trời ơi, mình sẽ dùng con Z để mà thế chỗ đi. Mình sẽ dùng skill Statonic Ray này đi. Mày hả con? Rồi, đủ rồi các bạn à. Học được chiêu Hex nè. Mình sẽ thay bằng skill Minimize này liền. Rồi, đến thôi. Đã có con gì đó tiến hóa rồi các bạn à. Và đó là Staravia nha. Để mình coi nó sẽ tiến hóa lên con gì đây. Staravia. Ui, và nó lên con này ngầu hơn các bạn à. Ôi, nhìn nó xịn nha. Đây là Staraptor các bạn à. Và nó học được Glow Combat nè. Đó, hồi Staraptor. Mình sẽ thay nó bằng một con nào hóa khác đi. Tại vì nó đã tiến hóa rồi. Chúng ta sẽ thay bằng con Incineroar đi. Dàn Pokemon mình nó cũng lên level 100 rất là nhiều con rồi đó. Trời quá xịn. Đó. Sao tiếp tục luyện cấp nữa thôi các bạn ơi. Lại là con Rose Ray. Lần này chúng ta sẽ không bấm nhầm skill nữa đâu. Eruption đó. Bấm nhầm skill phát là bị ăn hành ngay đó các bạn. Feeder Dance nè. Mình sẽ thay bằng skill gì đây? Thôi khỏi thay đi. Deforce. Mình sẽ thay bằng Lear này đi. Đó. Eruption tiếp tục. Wow. Eruption con Forest Jet này luôn. Và con Ripploon của anh nó đang bắt đầu tiến hóa rồi cơ. Để mình coi nó lên con gì nè. Ripploon. Hấp dẫn nha. Ripploon. Và nó nở lên. Ui, con này là như cái bong bóng vậy các bạn à. Bây giờ nó giống như khinh khí cầu rồi nè. Đây là Ripflim các bạn ạ. Ôi ơi xịn nha. Mình sẽ cất cái con Ripflim này vô. Đó, xong một con Pokemon thầy bay nữa rồi. Chúng ta còn hai con đó chính là Bigetto và con Rufflet nha các bạn. Nhưng trước khi đó để mình đi về nhà, mình sẽ có chút công chuyện cái đã. Chúng ta sẽ đi về nhà. Nhà mình ở đâu đây? Home. Đi về nhà nè. Đó. Chúng ta sẽ đi cất thêm mấy con này vào đi. Cất mấy con này vào. Mình sẽ cần con Golbat các bạn à. Golbat. Để mình lấy con hồi nãy ra. Đó, hồi nãy mình có tiến hóa con này nè. Đây là Golbat nha các bạn. Và giúp tiếp theo chúng ta sẽ cần con đâu rồi để mình coi một xíu nha các bạn. Cái điểm 2 happiness của mình nhớ có hai con mà ta. Razor Fan của mình không có nè. Wubat các bạn à, đây một con nữa đó chính là Wubat. Tập này chúng ta làm hai con dơi luôn. Wubat là con này nè. Ok, để mình coi mình có Razor Fan không. Trước mắt để chúng ta coi thử Razor Fan là cái gì cái đã. Razor Fan. Nó là cái răng này các bạn à. Hình như mình nhớ mình có ở đâu đó. Được trước mình có rồi. Chúng ta hãy cùng lục xem các bạn ơi. Dustone mình có không ta? Mình có Dustone luôn nè. Wow, xịn nha. Và Razor Fan nó ở đâu rồi? Cứ bật lên đi để coi cho nó dễ. Razor Fan. Cái này nó không tìm nhanh được các bạn ơi. Chúng ta phải so sánh thôi. Trời ơi. Ok, chắc này không có đâu. Razor Fan. Wow. Chúng ta cũng chưa thấy luôn. Cái này Moonton Shark hả? Nhìn nó đẹp bây giờ. Razor Fan. Hồi trước mình nhớ là mình có một cái nha. Chúng ta cần phải tìm lại. Razor Fan. Ở trong này cũng không có luôn. Qua bên này thì sao? Không có và không có. Razor Fan. Chúng ta có được Ice Stone luôn nè. Wow, nhiều loại quá vậy. Nhưng mà vẫn chưa tìm thấy Razor Fan. Đây. Đợt trước mình mở cái hòm đó các bạn. Mở cái Master Chest nó ra Razor Fan đấy. Có mấy con Rip luôn nè. Để mình ra đây mình lấy mấy trái Perry thôi các bạn ơi. Hôm giờ mình cũng quên thu hoạch Perry nữa. Đầu tiên mình sẽ cho mấy con này lên cái điểm happiness cực kỳ cao nha. Trước tiên để mình cất cái con Z-Gate này vào luôn đi. Hiện tại chúng ta chưa cần. Bây giờ mình sẽ cần lấy con Laiga ra nè. Nó cần phải tiến hóa. Nhưng mà phải đeo Razor Fan vào nha các bạn. Nó cũng mang hệ bay đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho con Wubat này lên điểm 2 happiness nha các bạn. Để mình cho thử 32 quả trước nha. 32 quả berry.
high happiness, tức là cái điểm happy á, nó mà trên 220 là được rồi nha các bạn. Chúng ta coi thử nào, 210 rồi. 5, rồi đủ rồi đó. 220, quá đủ rồi. Rồi, Gobat nó cũng vậy luôn nha các bạn. Ok, Gobat. Rồi, để mình lấy thêm một trái berry nữa đi. Gobat. À, rồi chúng ta kiểm tra nào, 226. Ồ, con này nhiều quá vậy. Con này thì trừ speed tùm lum thứ nữa. Thôi kệ nó, chúng ta sẽ quay trở lại với cái hội quán Rasput Gym này đi. Ok. Dạ, để mình bổ cái heo phát này. Bổ cái heo phát. Bay qua bên này, trời ơi bay hụt rồi. Xong tôi rồi. Tôi phải bước lên đây lại thôi. Khổ quá đi. Mình tiến hành bay qua bên đây nha các bạn. Lấy đà bay mới được nè. Khổ chứ. Rồi xong chúng ta dùng anti và tiếp tục cho bọn này nó lên cấp thôi. Là nó sẽ tiến hóa từ từ nha các bạn. Đó, nó xịn như vậy đó. Đây, Eruption một con nè. Đó, và hình như đã có cái gì đó tiến hóa đó các bạn. Ồ, có siêu skill Attract nè. Mình sẽ thay bằng Order Slew này nha. U-turn. Chỗ này mình cũng sẽ thay bằng Shen Attack đi. Eruption một con nữa. À, rồi mình sẽ Eruption luôn một con nữa nha. Rồi, đủ 3 con rồi nè. Chúng ta sẽ run thôi. Và con Gobat của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi. Phải là điểm 2 happiness nó mới chịu tiến hóa nha các bạn. Gobat, để mình coi nó sẽ lên con gì đây. Con này miệng rộng thế nha. Và nó con dơi này có vẻ ngầu hơn nè. Đây là Gobat nha các bạn. Và con dơi thứ hai, Wobat, nó cũng đang tiến hóa luôn. Đây là con dơi có cái mũi hình trái tim nè. Đây là Wobat các bạn ạ. Đó, để mình coi Wobat nó sẽ lên con gì đây. Con dơi này có vẻ bự hơn. Và đây là Wobat. Trời ơi, Laika của mình nó cũng đang tiến hóa luôn kìa. Trời ơi, hấp dẫn. Ôi, quá xịn, quá xịn. Đó. Wow, Laika nó sẽ lên con. Đây là Gliscor nha các bạn. Wow, học được Rose Poison nè. Mình sẽ thay bằng Sweep này đi. Đó, thời toàn mấy cái con xịn xịn thôi. Con Lister này nó rất là mạnh nha các bạn. Đợt trước mình nhớ nó có một tập nó hành mình kinh khủng luôn. Rồi, để mình lấy luôn mấy con này ra. Ba con nó đã tiến hóa rồi đúng không? Chúng ta sẽ còn tiến hóa một con nữa, đó chính là Meral nha các bạn. Meral, nó đây. Và con này nó chỉ tiến hóa bằng Dustone thôi. Cho nó Dustone và nó sẽ tiến hóa thôi. Meral, con vẹt nha các bạn. Đó, quá xịn luôn, trời ơi. Để mình coi nó sẽ lên con gì đây. Và nó sẽ lên con, đây là con quẹt xịn hơn nữa, đây là Horn Cloud nha các bạn. Chúng ta có thể cưỡi nó để bay luôn nè. Wow, hấp dẫn. Ok, cất vào thôi. Đủ rồi, quá nhiều Pokemon hãy bay. Chúng ta xem chúng ta có được bao nhiêu của Pokemon rồi. 502 trên 809. Wow, quá đã luôn. Ok, để bây giờ mình tiếp tục luyện cấp cho hai con, đó chính là Bitgeotto và Rufflet nha các bạn. Ok, tiếp tục luyện cấp cho chúng nó thôi. Eruption. Rồi, tiếp theo đó mình sẽ dùng Sacrifice. Và như có con gì nó đã tiến hóa đó các bạn à. Đó chính là Bitgeotto đó. Chúng ta sẽ xem thử nào. Học được Wind Attack nè, xịn nha. Mình sẽ thay bằng Tackle nha các bạn. Để mình coi Bitgeotto nó sẽ lên con gì đây. Nhìn nó hấp dẫn nha. Bitgeotto nó sẽ lên con gì đây. Và nó sẽ lên con... nhìn nó ngầu chứ bạn ơi. Đây là Bitgeot thôi nha. Cái tên nó cũng rút ngắn lại luôn nè. Con này thì bay thì bao đã luôn. Và nó có thể tiến hóa được Mega nữa nha các bạn. Đó, mình cất vào đây. Hai con này thì mình level 100 rồi. Để mình sẽ thêm một con nữa vào đi. Đó chính là Sonic đi. Boost level cho Sonic chứ. Bộ cái heo một phát. Rồi, chúng ta sẽ boost level tiếp tục. Tiếp tục luyện cấp thôi. Ok. Tiếp tục. Ai da, chó rồi tôi bấm lộn skill lava lum rồi. Ăn hành. May quá. Chưa được các bạn ơi. Nó lại hút máu mình kìa. May quá, Rorace nó cũng đã chết rồi. Cho Eruption luôn đi. Trời ơi,
Vẫn chưa tiến hóa bạn ơi. Cấp 54 sao lâu quá vậy? Ok, chúng ta sẽ thử lại một lần nữa đi. Lavalum. Hủy một skill rồi check trước nè. Tiếp theo đó chính là Eruption. Sacrifice. Và Eruption một phát nữa. Trời ơi, nó tiến hóa chưa ta? Ý, nó vẫn chưa tiến hóa kìa. Trời ơi, con này lâu thế. Trời ơi, lâu kinh khủng nha. Chúng ta sẽ dùng Lavalum tiếp luôn nè. Wow, có vẻ lâu đó. Eruption. Rồi, và bây giờ nó bắt đầu tiến hóa đó các bạn ơi. Rồi, để mình cho luôn cái con Forest Shed này một skill nữa đi. Rồi, rính tới các bạn ạ. Đó, và cuối cùng sau nhiều cực khổ thì con Ruffle này nó cũng tiến hóa thôi nè. Trời ơi, biết bao nhiêu khó khăn của tôi. Ruffle. Đó, để nó coi. Để mình coi nó lên con gì nha các bạn. Và nó sẽ lên con Raviary. Con này nó cũng sử dụng để bay được nè các bạn ơi. Nó có một skill super power khá là mạnh nè. Mình sẽ thay bằng skill Air Slash này đi. Trời, quá xịn luôn. Ủa, con này bay được nè nha các bạn. Trời, hấp dẫn. Để mình cất nó vào thôi. Chúng ta sẽ lấy cái đội hình chính ra. Nhiều bạn bảo mình cho xem con Pikachu thì đây nè. Đây là Pikachu của mình đấy các bạn ơi. Pikachu. Nó đây. Và mình sẽ để nó đây và từ từ tiến hóa sau nha các bạn. Trời, tiến hóa lên nhìn nó xấu lắm. Chúng ta sẽ chuyển qua cái đội hình level 100 thôi nè. Đây, Raikou, Incineroar, Manaphy, Jigglypuff và Swanna nha các bạn. Chúng ta sẽ chỉnh con mấy con này lên đây đi. Đó, cho nó ổn định hơn. Ok, thế là xong về cái phần tiến hóa nữa nha. Bây giờ mình sẽ đi về nhà ngủ một phát cái đã. Trời ơi, có con Banette nó đâu gần đây nè. Thôi kệ nó đi. Đi về nhà ngủ một phát thôi các bạn ơi. Sáng mai mình sẽ lên đường đi vào rừng. Và chúng ta sẽ tìm thêm một vài Pokemon khác nữa. Mình còn thiếu một vài con Pokemon hệ bay nữa thôi. Pokemon hệ bay thì lần này mình thiếu khá là ít con. Đâu đó tầm dưới 20 con thôi. Cũng không có nhiều gì lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng Jungle nha các bạn. Jungle. Đây, chúng ta có một vùng đây nè. Đó, mình sẽ đi qua đây và kiếm em Emonga nha các bạn. Con đó nó cũng thuộc hệ bay luôn. Và hình như là hệ bay và hệ điện đó các bạn ơi. Con đó thì cực kỳ dễ thương luôn. Trời ơi, để mình coi nên đi cái đường nào đây. Chắc mình sẽ quẹo lên trên đây đi quá. Đây, chúng ta sẽ quẹo lên trên đây. Hy vọng mình đủ may mắn đâu gặp nó nha. Sống luôn cái con Emonga của tôi rồi. Đây, có một con mới nè các bạn ạ. Emonga. Nó đây. Emma đâu rồi? Nó nằm ở trên hả? Nằm ở trên thì càng tốt luôn. Trời ơi, đây nó đây các bạn ạ. Đây là con sóc bay nha. Nhìn nó nè. Ây da. Thu cái con Swanna lại đi, đứng cản đường người ta quá. Emonga nè. Đó, mình sẽ lượm nó trước bằng Whipball luôn nha. Trời ơi, lại thêm một em Pokemon hệ bay nữa nè. Hy vọng mình bắt nhanh gọn lẹ thôi. Trời, thành công luôn. Lẹ thiệt. Emonga. Xong một con nữa nha các bạn. Đó, để mình gạch tên nó khỏi cái danh sách coi nào. Emonga. Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường nha các bạn. Trời ơi, ở đây có mấy cái Perry nè. Tôi sẽ vứt cái này đi. Không còn cái này đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường tìm thêm mấy em Pokemon hệ bay nữa nha. Bên đây có thêm một cái Master Chest nữa nè. Chúng ta đi qua mở xem thử nào. Master Chest. Có con Togekiss kìa các bạn ơi. Togekiss. Mình sẽ đi ra bắt con này luôn nha. Wow, hấp dẫn. Để mình coi thử nó đang ở đâu vậy. Togekiss. Mày đang ở đâu vậy Togekiss? Hình như nó đang bay trên trời các bạn à. Mình thấy mình chạy bộ hoài mà vẫn chưa tới nè. Chắc nó bay trên trời rồi, để mình coi thử. Ủa, nó đâu rồi? Để chúng ta dùng Swanna lên luôn nè. Nó là con này các bạn ơi. Togekiss. Nhìn rất là đẹp luôn nha. Chúng ta sẽ lượm nó luôn bằng Whipball nha. Thêm một em Pokemon mới nữa rồi. Trời ơi, cực kỳ hấp dẫn luôn. Togekiss. Và khó thành công vậy. Để mình chuyển sang quả Safari Ball nha. Safari Ball. Togekiss.
Để xem nào. Ủa, con này cấp 55 luôn các bạn à. Và đây là con cái. Ui, không thành công rồi nè. Chúng ta sẽ tiếp tục với quả bon khác đi. À, Safari bon tiếp tục. Ồ, cho mày vô luôn nha con. Và lần này thì ủa, chưa thành công. À, chắc mình sẽ sử dụng qua quả Timer Bon đi nha. Đó, qua Timer Bon luôn. Để xem thử. Togekiss. Ồ, nhớ đã các bạn. Ôi, quá tuyệt vời luôn. Rồi, và lần này thì thành công rồi. Togekiss được thu phục. Lại thêm một em Pokemon hệ bay mới nữa rồi. Mình xóa tên nó đi. Togekiss. Ồ, rồi. Để bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường nha các bạn. Trời ơi, mình còn thiếu mấy con nữa rồi. Còn thiếu mấy con nữa thôi. Ủa trời, nó đang mưa nữa chứ. Trời ơi, đã khó chịu. Ồ, Seimin cuối cùng nó cũng đã xuất hiện tại vùng Flower Forest rồi kìa các bạn. Ồ, đã chứ. Trời ơi, trời mưa, có thêm một con Seimin xuất hiện luôn hả? Hấp dẫn quá vậy. Đây, nó đâu rồi? Ồ, nó đây các bạn à. Cấp 70, ta run đi. Trời ơi, chứ đánh nó mất công mình lỡ tay mình giết nó nữa. Chúng ta sẽ cất luôn cái con Swanna này vào. Để mình sẽ chọn một con nào đó thích hợp đi. Con gì thích hợp ta? Mình sẽ chọn con Salamence như tập trước không ta? Salamence, để mình coi thử nào. Salamence thì lỡ tay đánh chết nó thì lại là khó khăn nữa. À, chắc chúng ta sẽ qua con kẹo dẻo nha các bạn. Ồ, mình sẽ bít con kẹo dẻo luôn. Trời ơi, lấy kẹo dẻo để mà chơi nó. Đây, chơi nó luôn nha. Đó, mình sẽ sử dụng skill đây, skill này, skill bình thường này đi. Đó. Run lại đi chứ. Thôi, chơi kẹo dẻ luôn cũng được, không sao. Đây, chơi skill này nha các bạn. Ồ, và nó boost 6 cho mình rồi kìa. Ồ, cấu cũng được một xíu máu, cũng khá là ngon. Kẹo dẻ của mình thì nó mới cấp 51 thôi. Ồ, trong khi Seimin nó cấp 70 luôn đó. Ghê chưa. Trời ơi, hấp dẫn. Đây, tiếp tục làm skill đó nha các bạn. Trời ơi. Đó, ô con năng Seimin này nó có thể hồi máu các bạn ơi. Rồi, nó sẽ là một cái quãng thời gian khá là lâu cho mình đây. Trời ơi. Chơi mà nó hồi máu như vậy là chết tôi luôn đó. À, double kick thử nào. Double kick để cho nó bớt hồi máu lại các bạn ạ. Chứ để nó hồi máu ghê quá. Trời ơi, nó vẫn lên máu tiếp tục kìa. Double kick. Vẫn tiếp tục là double kick thôi. Ây da. Cấu được một nửa máu rồi. Ráng cổ lên các bạn ơi. Trời ơi, ráng cổ lên nào. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục dùng double kick nữa nha. Wow, mưa nó khá là drop FPS nha. Trời ơi, double kick tiếp tục. Con kẹo dẻo của mình sắp chết rồi. Chắc được một hit nữa thôi các bạn à. Double kick. Và lần này thì cấu được một xíu máu rồi nè. Ôi, nó lại lên lại rồi. Còn 3 máu. Chắc mình không sống nổi nữa đâu. Đó, mình sẽ chuyển qua con NT để mà thu phục nó luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng Whitbon đi. Xài Whitbon cho nó xịn chứ. Whitbon. Trời ơi, và nó không thành công rồi. Ghê quá. Whitbon không có cửa rồi. Chúng ta sẽ qua quả khác thôi. Safari Bon. Để xem như nào đây. Safari Bon. Trời ơi, cũng không thành công luôn. Ghê thế nha. Trời ơi, coi bộ khó đấy các bạn ơi. Rồi, tiếp tục. Không thành công rồi. Mình sẽ qua luôn cái quả Timer Bon nha các bạn. Vẫn cái combo bắt y chang cái con Togekiss vậy đó. Và lần này Timer Bon thành công. Mình đã thu phục được em Seimin rồi nè. Ôi, nó xịn nha. Để mình coi thử nó đâu rồi. Seimin, Seimin, nó đây các bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó hấp dẫn chưa. Ồ, nó có trái berry gì nè. Trời ơi, vậy là chúng ta phải đánh thêm một con Seimin nữa để mà chuyển nó thành cái dạng Sky các bạn ạ. Chuyển nó sang dạng Sky Seimin. Chứ đây mới là Land Seimin thôi nè. Trời, nhìn nó như con nhím vậy. Ồ, hấp dẫn chưa. Rồi, để mình cất vào. Ồ, phải xịn như vậy chứ. Lại thêm một em Legendary nữa rồi. Hấp dẫn. Seimin, Seimin. Trời ơi, lại là tuyệt vời lắm luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên đường và đi tìm kiếm thêm nhiều em Pokemon hệ bay nữa nha. Đó, quá đã luôn.
Ê, nãy giờ thì mình đang chờ ở vùng Ice Mountain đó, để chờ cái con Delight Bird xuất hiện, cái con chim mà nó đỏ đỏ như Giáng sinh vậy đó, nhưng vẫn chưa thấy. Chắc mình sẽ qua một stream hiêu cộng đi. Qua stream hiêu cộng để coi nó cũng xuất hiện tại vùng stream hiêu cộng này luôn nha các bạn. Trời, để chúng ta coi thử có đủ may mắn để gặp nó không. Tiếp tục lên đường nữa các bạn ơi. Ui, và Legendary. Genesect đã spawn tại vùng stream hiêu cộng luôn nè. Con này nhìn đã vậy. Wow, đây là bản cập nhật mới của Genesect thì nó xịn các bạn ơi. Thêm một con Legendary nữa. Ôi ơi, nãy giờ thì chúng ta vẫn chưa thấy mấy con hệ bay mới, mà chỉ thấy thêm một em, hai em Legend luôn chứ. Trời ơi, ghê thật. Mấy con kia sao nó khó xuất hiện quá vậy. Ở đây mình sẽ dùng skill bình thường này nữa nha. Để mà cầu máu từ, từ 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 thôi. Đó, double kick mày luôn nha con. Double kick. Wow, có được cũng một xíu máu rồi nè. Ui, và nó đánh mình. Ui, các bạn nhìn nè, ghê chưa. Nó sử dụng mấy cái đĩa hay sao á, nó đánh mình ghê quá hả. Double kick tiếp tục. Mày hả con. Rồi, được một xíu máu là cũng ngon rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục double kick luôn nha. Đó, mày hả con. Thêm một xíu máu nữa. Rồi, như vậy là quá xịn luôn. Con di băng nữa. Mày nè, một hit nữa nè. Ồ, ghê chưa. Ui, và nó giết mình luôn rồi. Ồ, và nó bắn ra mấy cái tia sáng gì nó đẹp nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bắt nó luôn bằng Whipball trước nha. Đầu tiên lúc nào cũng phải sử dụng quả Whipball thôi. Ồ, hấp dẫn. Whipball. Ui, ghê vậy. Nó cho cái gì đấy các bạn à. Rồi, bây giờ mình sẽ qua quả Dustball đi. Whipball là không thành công rồi đó. Dustball cũng không thành công luôn. Trời ơi. À, và tại nó sống ở cái tầng quá cao các bạn ạ. Cái tầng này thì chắc nó phải cao quá rồi. Dustball chắc cũng không có tác dụng đâu. Không có đủ tăm tối để mà bắt cái con này. Ây da, Tamerlane đi. Xài combo cũ. Hai quả Dustball xong một quả Tamerlane. Để chúng ta xem thử nào. Và lần này, yes, lại thêm một em Legendary nữa. Đó chính là Genesect nha các bạn. Trời ơi, hấp dẫn luôn. Con này để mình coi thử. Kích thước là Giant các bạn à, cộng special attack nhưng mà trừ special defense. Wow, quá xịn luôn, không còn gì để nói nữa. Trời ơi, và nãy giờ mấy em hệ bay kia thì chắc mình vẫn chưa đủ may mắn để mà gặp nữa rồi. Chắc phải chia buồn và hẹn gặp lại mấy em trong những tập sau đi. Đó, để mình lấy em Swanna của mình đi ra nào. Swanna, đó, xịn chưa. Nguyên một đội hình. Trời ơi, toàn cấp 100 thôi, có Swanna cấp 84 thôi. Hấp dẫn. Đó, bây giờ mình sẽ cố gắng tìm kiếm một xíu nữa nha các bạn. Rồi, nếu không được thì chúng ta sẽ dừng video tại đây quá. Hay giờ sau khi tìm kiếm bây giờ rất là lâu rồi, mình vẫn chưa thấy em hệ bay nào cả. Kể cả em Delight Bird nè, em Togetic nè, và em Dragonite mình vẫn chưa thấy luôn. Còn một con hệ bay nữa đó chứ là Vivillon. Con đó nó có 20 dạng luôn nha các bạn. Chắc mình sẽ làm về 20 dạng của nó trong một tập riêng biệt đi. Chứ tập hôm nay mà bắt 20 dạng đó thì nó sẽ rất là tốn thời gian đó. Thì nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ cũng như là comment ý kiến ở phía bên dưới video này nha. Và nhớ đặt thử thách nữa chứ, thử thách phù hợp mình mới thực hiện nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.